Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai. Bằng những hình thức linh hoạt, câu lạc bộ đã tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn về các chủ đề tiếng Anh, qua đó giúp các thành viên vừa chơi vừa học. Tham gia câu lạc bộ đã giúp em mở rộng mối quan hệ với nhiều người trong khối mình hơn, trao đổi và hỏi han về các kiến thức liên quan đến môn tiếng Anh của mình. Ngoài ra thì em cũng thấy đây là một cơ hội để em có thể trau dồi phát triển các kỹ năng mềm của bản thân. Còn với các thành viên trong câu lạc bộ truyền thông của trường Trung học phổ thông chuyên, thì niềm vui là khi được tập hợp để bàn bạc, lên kế hoạch cho những sự kiện ý nghĩa của trường, tham gia vào hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh của nhà trường với bạn bè. Bọn em còn thường xuyên được đi trải nghiệm thực tế hoặc là đi tiếp xúc với nhiều người hơn để bọn em có thể mở rộng khả năng nói của mình cũng như là khả năng thuyết trình, có thể rèn luyện thêm một số phần mềm và một số kỹ năng để có thể giúp ích cho bọn em khi bọn em lên đại học ạ. Trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai hiện có 23 câu lạc bộ, tập trung vào 3 nhóm là các câu lạc bộ liên quan đến môn chuyên, các câu lạc bộ sở thích và câu lạc bộ vì cộng đồng. Trong từng câu lạc bộ, học sinh đóng vai trò chủ thể, được phát huy cá tính, năng lực của bản thân. Nhà trường và các thầy cô tham gia với vai trò định hướng, hỗ trợ, giúp các câu lạc bộ phát huy hiệu quả tích cực. Câu lạc bộ của chúng tôi thì có 20 học sinh. Mỗi ngày thì sẽ có các học sinh phụ trách các cái công việc kỹ thuật trong vườn, ví dụ như là kiểm tra chương trình tưới, kiểm tra cái nồng độ dinh dưỡng của cái hệ thống tưới nhỏ giọt. Tôi với vai trò là người phụ trách, là người định hướng xây dựng kế hoạch cho các em. Cái thứ hai là kiểm tra hàng ngày. Có các ưu tiên cho các học sinh là chủ nhiệm các câu lạc bộ tham gia các hoạt động bồi dưỡng, giao lưu, hợp tác với các đơn vị hoặc các tổ chức các cái hoạt động, ví dụ như là trại hè, giúp các em học sinh trang bị các kỹ năng và tăng cường cái khả năng tổ chức các cái hoạt động của mình. Sau đó về tập huấn cho các bạn ở trong trường hoặc trong các câu lạc bộ của mình. Không chỉ riêng trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, đa phần trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng đã thành lập và duy trì được các câu lạc bộ, những nhóm sở thích thu hút đông đảo học sinh. Các trường luôn dành sự quan tâm cần thiết cho hoạt động câu lạc bộ, góp phần phát huy hiệu quả trong giáo dục toàn diện, tạo cho học sinh những sân chơi bổ ích, lý thú, giảm áp lực trong học tập.